Trong câu 1C thì đề bài yêu cầu chúng ta tính cái định thức của mặt trận A. Mặt trận A là một mặt trận vuông cấp 4x4. Thì trong trường hợp này thì chúng ta thấy là mặt trận A nó cũng có những cái điểm đặc biệt. Cho nên là chúng ta sẽ đi theo cái phương pháp là chúng ta đi biến đổi sơ cấp trước, sau đó chúng ta đi khai triển định thức. Thì đây chúng ta nhận thấy là cái giá trị, cái phần tử mà nằm trên cùng phần tử A11 nó bằng 1, cho nên là chúng ta sẽ biến đổi sơ cấp theo cái cột 1 hoặc là theo dòng 1 đều được. Ở đây phương pháp này thì chúng ta đi biến đổi sơ cấp theo cái cột thứ nhất. Thì chúng ta lấy cái dòng 1 chúng ta nhân với cả trừ 2 rồi cộng dòng 2, và tương tự chúng ta lấy cái dòng 1 mà nhân với cả trừ 3 rồi chúng ta cộng vào dòng 3 để triệt tiêu các cái phần tử đầu tiên ở dòng 2 và dòng 3 để thành các phần tử bằng 0. Thì sau khi mà biến đổi sơ cấp như thế thì chúng ta thu được cái định thức như ở trên đây. Và tiếp đó thì chúng ta đi khai triển định thức này theo cái cột 1 của ma trận sau khi đã biến đổi rồi, của định thức sau khi đã biến đổi rồi. Thì khi khai triển định thức này theo cột 1 thì chúng ta thu được đấy là 1 mà nhân với cả A11 này, cộng 0 mà nhân A21, cộng 0 mà nhân A31 và cộng 0 nhân A41. Thì do A11 thì lúc này nó chính là bằng bằng cái định thức cuối cùng này mà xóa đi dòng 1 cột 1. Cho nên là khi tính ra thì chúng ta thu được nó là cái định thức cấp 3, 7 trừ 7, 0, 7 trừ 2, trừ 2 và 4, 2K. Tính toán cái định thức cấp 3 này thì chúng ta sẽ thu được cái giá trị của cái định thức của mặt trận A, nó chính là bằng 35K mà cộng 18/4. Như vậy thì bằng cái phương pháp biến đổi sơ cấp và cái phương pháp khai triển định thức kết hợp như thế thì chúng ta sẽ tính được cái định thức của mặt trận A khá là dễ dàng. Ở câu 1D thì đề bài bắt chúng ta đi biện luận theo K cái hạng của mặt trận A. Thì chúng ta để ý một chút, chúng ta nhận thấy luôn đấy là cái chúng ta xét một cái định thức con cấp 3 của ma trận A, đấy là cái định thức D123 123, tức là bằng cách nó là giao của các dòng 1, dòng 2, dòng 3 và cột 1, cột 2, cột 3, thì nó sẽ thu được cái định thức con ở đây D123 123 bằng 1 trừ 3 2, 2 1 trừ 3, 3 trừ 2 4, và cái định thức này thì tính ra ta sẽ thu được giá trị là 35. Và chúng ta thấy là cái định thức này khác không, cho nên là hạng của ma trận A sẽ lớn bằng 3, vì ma trận A tồn tại một cái định thức con cấp 3 khác không, nên hạng của nó sẽ lớn bằng 3. Ở đây chúng ta sẽ tiếp tục chia thành hai trường hợp. Trường hợp 1, nếu mà cái định thức của ma trận A bằng 0 thì từ cái tính định thức ở trên rồi chúng ta thấy là định det của A bằng 35K mà cộng 81, mà det A bằng 0 thì tương đương với là K lúc này sẽ là bằng trừ đi 12/5. Và A là một cái định thức cấp A là một cái ma trận cấp 4x4. Mà định thức bằng 0 cho nên là hạng của nó phải nhỏ hơn 4. Mà theo chứng minh ở trên thì chúng ta có được cái hạng của ma trận A lại lớn bằng 3 rồi, nên là suy được hạng của ma trận A nó chỉ thể bằng 3 được thôi. Với giá trị của K bằng trừ đi 12/5. Thế còn trong trường 3 đấy là nếu mà định thức của A khác 0 thì K lúc này phải khác 10 trừ 12/5. Và A là một cái ma trận cấp 4x4 nên hạng của A lúc này chính là bằng 4.